Để đối thủ dẫn trước trong hiệp 1, Croatia chơi tốt hơn trong hiệp 2 với 2 bàn, nhưng lại để tụt mất 2 điểm trước Albania vào những phút bù giờ cuối. Bỏ qua hiệp 1 bế tắc, Croatia đã có hiệp đấu thứ 2 bùng nổ để lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở những phút bù giờ cuối cùng, sự chung xuống của Croatia và tinh thần thi đấu kiên cường đã giúp Albania giành lại một điểm để níu kéo hy vọng giành vé vào vòng 1/8 dù lượt đấu cuối họ buộc phải thắng Tây Ban Nha. Kiểm soát bóng vượt trội trong hơn nửa đầu hiệp 1 với tỷ lệ hơn 60%, Modric và đồng đội lại không tạo được các tình huống đáng chú ý về phía đối thủ bị đánh giá kém hơn về chuyên môn. Phút 26, Petkovic đánh đầu Vosa là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp. Ngược lại, đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Albania, mỗi khi tạt bóng vào vòng cấm sẽ khiến cầu môn Croatia rơi vào thế chao đảo. Thậm chí họ đã gây bất ngờ khi mở tỷ số trận đấu trước Croatia. Đường tạt từ cánh phải vào vòng cấm là si đánh đầu tinh tế cận thành khiến Livakovic vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, Albania buộc Croatia chia điểm với tỷ số hòa 2-2. Với thất bại 3-0 trước Tây Ban Nha, Croatia rơi xuống cuối bảng B khi có hiệu số kém hơn Albania, thua 1-2 trước Ý ở lượt đầu, dù có cùng một điểm.